Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, tình trạng hạn hán ở các hồ thủy điện ngày một trở nên báo động. Phần lớn các hồ thủy điện đã ở mực nước chết, không thể tiếp tục sản xuất điện năng được nữa. Thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ đã gần mực nước chết, thủy điện Hòa Bình chỉ có thể phát điện vào vài ngày tới. Vừa nắng nóng vừa mất điện, cuộc sống sinh hoạt và lao động của biết bao nhiêu người rơi vào cảnh lao đao bí bách. Hồ thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ tiệm cận mực nước chết, tình hình cắt điện luân phiên tại các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang là vấn đề gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây. Nguyên nhân chính dẫn tới vấn đề này đó chính là việc các hồ thủy điện đang đối mặt với việc thiếu nước, mực nước hiện tại đang xấp xỉ mực nước chết. Trước đó, tại cuộc gặp mặt trao đổi với báo chí về tình hình cung ứng điện do Bộ Công Thương tổ chức vào chiều ngày thứ Tư vừa qua, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết, tình hình nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng El Nino diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước đã làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân, kết hợp với tình trạng nước về các hồ thủy điện rất thấp, đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện trong mùa khô năm nay. Theo đại diện Bộ Công Thương, tính đến ngày thứ Ba vừa qua, hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về mực nước chết, gồm Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, Hủa Na, Thác Bà. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy xuống dưới mực nước chết. Ảnh hưởng của hiện tượng El Nino kéo dài, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho nhiều hồ thủy điện ở Nghệ An ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng phát điện chỉ đạt từ 30 đến 40%. Thực tế cho thấy, dù đã huy động hết công suất, tất cả các nhà máy điện, các nguồn điện trên toàn quốc, nhiều địa phương vẫn phải cắt điện. Mới đây, theo báo cáo của Sở Công Thương, hiện tỉnh Nghệ An có 22 hồ thủy điện, trong đó có 2 hồ chứa lớn nhất là hồ thủy điện Bản Vẽ và Hủa Na đang ở cận kề mực nước chết, còn lại 20 hồ có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu của quy trình vận hành liên hồ chứa. Cụ thể, hồ thủy điện Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, mực nước đã cạn đến mức kỷ lục. Được biết, dung tích hồ Bản Vẽ chứa trên 1,8 tỷ mét khối, dung tích hữu ích từ cao trình 155 m đến 200 m là 1,3 tỷ mét khối nước. Do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài, lưu lượng nước về hồ thủy điện Bản Vẽ rất thấp. Thời điểm hiện tại, lượng nước đo được đang đổ về hồ trung bình là 35 m khối một giây, so với thời điểm này của năm 2022 là 105 m khối trên một giây. Đặc biệt, trong 2 tháng qua, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt, mưa rất ít, nhiệt độ dao động từ 39 đến 42 độ. Có những thời điểm vào đầu tháng 5, trạm quan trắc khí tượng Thủy Văn ở Tương Dương đo được nhiệt độ nóng 44,2 độ. Có thể nói mức nhiệt độ này được ghi nhận cao nhất cho tới thời điểm hiện tại. Để đảm bảo năng suất cho vụ đông xuân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu thủy điện Bản Vẽ 3 đợt xả nước, đặc biệt trong giai đoạn cuối tháng 4, khi hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân bước vào thời kỳ trổ bông, cần sử dụng một lượng nước lớn. Tuy nhiên, thủy điện Bản Vẽ đang đứng trước tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. Theo công ty thủy điện Bản Vẽ, tính đến 8 giờ 26 phút sáng ngày hôm qua, mực nước lòng hồ đang ở mức báo động, chỉ đạt 156,49 m, cách mực nước chết 1,49 m. Hiện nay, nhà máy đang hoạt động 2 tổ máy, lưu lượng xả 200 m khối nước trên một giây. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An để phục vụ cấp nước cho người dân gieo trồng vụ hè thu, ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo thủy điện Bản Vẽ cấp nước với lưu lượng 200 m khối trên một giây vào 8 ngày đầu tháng 6 để phục vụ cấp nước cho người dân gieo trồng vụ hè thu. Với thời tiết diễn ra cực đoan như hiện tại, hồ thủy điện Bản Vẽ tiếp tục xả nước theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì sau khoảng 6 đến 8 ngày kể từ ngày xả hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ về mực nước chết. Khi hồ chứa về mực nước chết 155 m thì nhà máy thủy điện Bản Vẽ chỉ được phát điện với lưu lượng xả bằng lưu lượng về. Theo quy định, chỉ trường hợp đặc biệt do phải đáp ứng an ninh năng lượng mới tiếp tục khai thác hồ dưới mực nước chết. Vì vậy, trong nửa cuối tháng 6 và hết mùa khô, nếu thời tiết tiếp tục nắng nóng cực đoan thì hạ lưu sông Cả sẽ xảy ra hiện tượng thiếu nước cấp cho hạ du và nguy cơ không đáp ứng đủ điện lên hệ thống, ông Hùng cho biết thêm.
Càng về cuối mùa cạn, khi nắng nóng xảy ra trên diện rộng, nhu cầu nước của hạ du tăng cao nên mực nước trong hồ ngày càng xuống thấp. Hiện lượng nước đo được đang đổ về hồ trung bình là 35 mét khối trên một giây, so với thời điểm này của năm 2022 là 105 mét khối trên một giây. Mùa nắng nóng đầu tháng 6 năm nay, mực nước thủy điện Bản Vẽ xuống thấp nhất từ khi vận hành nhà máy. Chung tình trạng với nhà máy thủy điện Bản Vẽ, nhà máy thủy điện Hùa Na tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, mực nước cũng đang trong tình trạng báo động cạn. Thời tiết nắng nóng, mưa ít khiến nhà máy của Hùa Na có công suất 180 MW, lòng hồ thiết kế có dung tích chứa khoảng 400 triệu mét khối nước. Giờ đây, lòng hồ thủy điện gần ở mực nước chết. Đại diện công ty cổ phần thủy điện Hùa Na cho biết, tính đến trưa ngày hôm qua, mực nước cao trình lòng hồ chỉ đạt 216 mét, trong khi mực nước chết là 215 mét, còn 1 mét là về mực nước chết. Hiện nhà máy thủy điện hoạt động 2 tổ máy, cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia, lưu lượng xả 200 mét khối nước trên một giây với thời lượng 5 giờ một ngày, phát điện khoảng 0,5 triệu kWh. Theo dự kiến, với công suất hoạt động như trên, đến hết ngày hôm nay, lòng hồ thủy điện Hùa Na sẽ về mực nước chết. Thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài phức tạp. Hệ thống hồ chứa thủy điện ở Nghệ An sẽ gặp nhiều khó khăn. Một số nhà máy sẽ phải dừng phát điện, không đáp ứng đủ điện lên hệ thống, đặc biệt là khó khăn cấp nước cho vùng hạ du. Bên cạnh đó, thủy điện Thác Bà, Yên Bái không còn cảnh nước nôi tràn trề, thay vào đó là những hình ảnh khô cạn. Bờ đập giờ đây chỉ còn vết tích của thời nước còn mênh mông. Lần đầu tiên nhà máy thủy điện Thác Bà phải dừng hoạt động 2/3 tổ máy do thiếu nước. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà chia sẻ, trong âu lo, mực nước tại hồ thủy điện Thác Bà đã dưới mực nước chết từ ngày 1 tháng 6, do đó hai tổ máy phải dừng phát điện. Tổ máy số 3 hoạt động ở mức tối thiểu nên trong tháng 5 sản lượng điện của nhà máy chỉ bằng 1/10 cùng kỳ của năm 2022, chỉ đạt 2 triệu kWh, trong khi tháng 5 năm 2022 là 20 triệu kWh. Thủy điện Thác Bà không phải là nhà máy duy nhất cả nước. Báo cáo hôm thứ Năm vừa qua của Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục An toàn Môi trường Bộ Công Thương cho biết, có tới 11 nhà máy thủy điện trên cả nước dừng phát điện. Thời tiết nắng nóng gay gắt gần đây khiến mực nước ở các hồ thủy điện về xấp xỉ hoặc dưới mực nước chết, ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp điện. Về mực nước ở thủy điện Hòa Bình cũng chỉ cầm cự được vài ngày tới. Hiện nhà máy thủy điện Hòa Bình là thủy điện duy nhất trên hệ thống thủy điện bậc thang sông Đà còn khả năng cung ứng điện. Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình cho biết, những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua, do thiếu hụt nguồn nên thủy điện thường huy động công suất ở mức cao. Mực nước hồ xuống khá nhanh do hầu như không có nước về trên lưu vực sông Đà. Thủy điện Sơn La thì đã xuống mực nước chết, không còn khả năng cung cấp nước bổ sung cho hồ Hòa Bình. Vào 17 giờ chiều thứ Năm vừa qua, mực nước hồ thủy điện Hòa Bình chỉ còn 103,45 mét, giảm gần 6 mét so với cách đây 2 tuần, trong khi lưu lượng nước về hồ chỉ khoảng 40 mét khối trên một giây. Theo ông Vương, hiện nay 8 tổ máy sẵn sàng vận hành, nhưng nhà máy phải điều chỉnh theo giờ yêu cầu của hệ thống. Có thời điểm tối đa là 1920 MW. Có thời điểm phát thấp, nếu cứ tiếp tục khai thác cao thì mực nước hồ sẽ tiếp tục xuống nhanh. Cột áp phát điện sẽ không đủ định mức, ảnh hưởng đến khả năng phát công suất tối đa của nhà máy. Ông Vương cho hay, hiện nay lượng dự trữ công suất miền Bắc của các nhà máy thủy điện khác hầu như không còn, lượng nước về trên lưu vực sông Đà trong tháng 6 dự báo vẫn thấp. Thủy điện Hòa Bình vừa phải đảm bảo dự trữ công suất, vừa phải đảm bảo dự trữ sản lượng cho thời gian tới. Trước tình hình đó, chúng tôi phối hợp cùng với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia sẵn sàng vận hành với các kịch bản theo yêu cầu của Hệ thống Điện Quốc gia. Ông Vương nói và cho biết nếu vận hành liên tục tối đa thì khoảng mai, ngày kia, Hồ Hòa Bình sẽ xuống mực nước chết là 80 mét. Việc không thể huy động được nguồn điện từ các thủy điện đã ảnh hưởng tới việc quản lý, vận hành hệ thống điện và cung cấp điện cho sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Có thể thấy mực nước các thủy điện đang ở mức báo động, mực nước xuống vô cùng thấp khiến việc truyền tải điện năng bằng thủy điện đang bị đe dọa. Nếu tiếp tục kéo dài hạn hán như vậy trong thời gian dài thì đây sẽ là vấn đề khá cân não để có thể giải quyết vấn đề về điện. Trước mắt, một giải pháp quan trọng là cần phải đẩy mạnh tiết kiệm điện. Mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức, giảm tải việc dùng điện để chung tay cùng với cả nước giải quyết vấn đề khó khăn về điện hiện nay.
Vâng, thưa quý vị, trong thời điểm thiếu thốn điện năng hiện nay, không còn cách nào để giải quyết kịp thời ngoài việc tiết kiệm điện. Mong rằng trong thời gian tới, chính quyền cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ nhanh chóng có hướng giải quyết mới, kịp thời giúp cho người dân vượt qua tình cảnh lao đao vì thiếu điện như hiện nay. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!